Hello, chào tất cả anh em. Như mọi người đã biết thì dịch Covid-19 đã kéo dài hơn nửa năm nay và nó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn cầu. Đối với anh em trên nước hoa và đặc biệt là với những bạn mà hỏa lực kinh tế không phải là quá mạnh nhưng chúng ta có một cái niềm đam mê bất tận với thế giới mùi hương thì lại càng khó khăn hơn. Bởi vì chúng ta sẽ phải cân đo đong đếm suy nghĩ rất là nhiều nên chọn mùi hương nào mà cân nhất chúng ta sẽ nhận được nhiều lời khen. Cái thứ hai là mùi hương đó xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra thì quả là một vấn đề không phải là dễ dàng. Do đó video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái bộ collection mà theo cái cảm nhận của mình là khi kênh em xịt và cái nữa là chúng ta chọn cái thời điểm phù hợp để dùng thì chúng ta sẽ nhận được nhiều lời khen và ít nhiều nó xứng đáng với cái số tiền chúng ta bỏ ra. Mình rất hy vọng là kênh em nào hỏa lực không phải là quá là dư dả, sau khi xem video này chúng ta có thể lựa chọn cho mình những chai nước hoa phù hợp. Ok, let's go. Hai chai nước hoa đầu tiên mình muốn đến đây đó là sản phẩm của nhà Afna. Nhắc đến nhà nước hoa này, chúng ta ngay lập tức nghĩ đến những sản phẩm clone với những chai nước hoa rất là nổi tiếng khác. Cái đấy thì tùy từng quan điểm của mỗi người. Thế nhưng nếu như chúng ta không quá là dư giả về tài chính thì theo mình chúng ta hoàn toàn có thể mua hai sản phẩm sau đây của nhà Afna. Chai nước hoa đầu tiên rất là nổi tiếng rồi, là gần như là được nhắc đến liên tục, đó là Super Massy Afna Silver. Đây là cái mùi hương được so sánh với Creed Aventus. Tùy từng anh em cảm nhận và so sánh, nếu như các anh em cảm thấy nó là giống thì cũng cho là giống, hoặc không giống thì cũng không sao cả. Thế nhưng mùi hương này thì nó rất là đa dụng, nó rất là dễ sử dụng, và cái nữa là bám rất là tốt. Thì với một số tiền bỏ ra không quá là nhiều, mình nghĩ là nó cũng xứng đáng có trong cái bộ sưu tập mà nước hoa dễ dùng, đảm bảo chất lượng dành cho các anh em. Và một chai khác thì ở đây mình không có, thế nhưng nó được so sánh với chai nước hoa Baccarat Rouge. Bản thân mình thì mình cũng từng được người chai nước hoa Afnan đó, và mình công nhận là nó rất là giống, rất là giống với chai 540 này, và nó có tên là Afnan Violet UK. Đây là cái mùi hương có thể gọi là anh em, là chị em, hoặc là một cái gì đó với Baccarat Rouge 540, bởi vì cái mùi hương của nó có một cái nét tương đồng rất là lớn. Thì với cái ngày mùa đông lạnh lẽo chẳng hạn, mà chúng ta thích cái mùi hương ngọt như kẹo của Baccarat và chúng ta cảm thấy là kinh tế không thể đảm bảo để mua một chai đắt tiền như này, thì Afnan Violet Bouquet là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể tham khảo. Đó, đây là hai chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến. Tiếp theo nữa, nếu như chúng ta thường hay xem kênh YouTube của nhà Thái Công thì chúng ta được biết chú đấy là một fan của một số những chai nước hoa Tom Ford, mà đây là Tom Ford Luminary Portofino Forte, một cái mùi hương shoppy rất là sạch sẽ, rất là fresh, rất là sang trọng, nhưng giá thành của nó thì cũng không hề là dễ dàng để chúng ta có thể bỏ tiền ra mua. Vậy chai nước hoa nào có cái mùi hương tương đồng, không thể gọi là 100%, thế nhưng mùi hương có nét tương đồng và giá mềm hơn rất là nhiều, thì ở đây mình giới thiệu cho anh em chai nước hoa Thierry Mugler Cologne. Đây là mùi hương với sự kết hợp của neroli và xạ, và cái nữa mùi hương của nó cũng rất là sạch sẽ, cũng rất là soapy, có một cái nét tương đồng so với Tom Ford Neroli Portofino Forte. Do đó nếu như các anh em nào yêu thích cái phong cách của chú Thái Công và chúng ta thích cái mùi hương của nhà Tom Ford nhưng hỏa lực kinh tế là một cái vấn đề rào cản, thì Thierry Mugler Cologne là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu cho anh em. Tiếp nữa là những ngày mùa mưa đó, chúng ta cần một cái mùi hương nó có cái sự trầm lặng, có một cái sự suy tư nào đó, và nếu mà rẻ thì càng tốt. Điều đó thì không có gì là khó cả, bởi vì ở đây mình giới thiệu cho anh em chai nước hoa của nhà Lalique and Cranmeyer. Đây là cái mùi hương của mực vetiver, tạo nên cái mùi hương cực kỳ là sâu lắng, cực kỳ là trầm tư. Và tất cả những ngày mưa phùn mà chúng ta cần cái mùi hương làm sao để cho mọi người cũng thấy, cảm thấy là cái không gian hôm nay, cái hoàn cảnh hôm nay nó có một cái mùi hương gì đó nó hợp với những ngày mưa phùn như thế này, thì Lalique and Cranmeyer này là cái mùi hương như thế. Đó, nếu như anh em nào thích cái mùi dành cho những ngày mưa phùn thì đây, mình giới thiệu đến anh em, giá thành cũng không phải là quá đắt, and Cranmeyer. Ok,
Tiếp theo nữa, một cái mùi hương mà chúng ta cần dùng cho buổi tối chẳng hạn, có thể hôm nay chúng ta được mời đi dự tiệc sinh nhật, hoặc chúng ta đến một cái buổi uống cà phê giao lưu và chúng ta thích một cái phong cách dạng như kiểu Man in Black. Nếu như anh em nào xem những cái bộ phim Man in Black thì đấy là những men mặc một bộ tuxedo rất là bí ẩn, rất là nam tính, đeo một cái kính đen. Thì tất nhiên ở ngoài đời chúng ta không cần phải dập khuôn như thế, thế nhưng chúng ta yêu thích một cái phong cách cũng rất là bí ẩn, cũng rất là nam tính, thì cái mùi hương nào nó đáp ứng được như thế và giá thành cũng không phải là quá là đắt. Ở đây mình giới thiệu cho anh em chai nước hoa Montblanc Ledger. Nhìn cái chai nước hoa này chúng ta cũng có thể hình dung ra được mùi hương của nó như thế nào. Nhà Montblanc này rất là tiếc là họ không quá tập trung những cái sản phẩm nước hoa của họ, cho nên mặc dù có một số những sản phẩm khá là xuất sắc, ví dụ như Montblanc Individual hoặc là Montblanc Ledger Spirit cũng có thể rất là ok. Quay trở lại với chai nước hoa này, đây là cái mùi hương khi mà mình xịt và chúng ta thử khoác lên mình một áo sơ mi quần áo sơ mi, chúng ta hãy dự những cái buổi gặp mặt, những cái buổi giao lưu và những ngày mùa thu, mùa đông, buổi tối ấy, lạnh, xe lạnh, và chúng ta hãy thử xịt mùi hương chai nước hoa này thì chúng ta sẽ hiểu được đâu là điểm mạnh nhất của chai nước hoa này. Đó, đấy là tất cả những cái gì mình có thể nói về mùi hương của Montblanc Ledger. Anh em cũng có thể nên tham khảo mùi hương chai nước hoa này nếu như mà kinh tế của chúng ta không phải là quá là mạnh. Ok, tiếp theo nữa, nếu như chúng ta cần một cái mùi hương không bị đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào, giá thành vừa phải và không bị đụng hàng với bất kỳ chai nước hoa nào, thì ở đây mình đặc biệt muốn giới thiệu cho anh em L'Occitane Audible, với một mùi hương mà YouTuber Fragrance Bros đã so sánh nó là King of Vanilla. Thì mọi người đều biết là cái mùi hương độc đáo của chai nước hoa này nó là như thế nào. Điểm nữa đó là L'Occitane đã có cửa hàng ở Việt Nam, do đó chúng ta hoàn toàn có thể mua chai nước hoa của nhà nước hoa này, đó, Audible. Nếu mình nhớ không nhầm, giá của nó là khoảng 1.450.000, không quá đắt, và với cái mức giá đó thì mà để chúng ta hy vọng một cái mùi hương không đụng hàng thì cũng không phải là dễ. Đó, do đó L'Occitane Audible dành cho anh em nào một cái mùi hương không muốn đụng hàng, nam tính và giá thành vừa phải. Đây là cái chai nước hoa mình đặc biệt muốn giới thiệu cho anh em. Và cuối cùng, chai nước hoa cuối cùng, tất nhiên rồi, là để đi hẹn hò. Chai nước hoa nào mà vừa rẻ, vừa ngọt ngào để dùng đi hẹn hò đối với các chị em. Ở đây, chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em Rochasman. Nhìn cái chai nước hoa, mỗi lần mình nhìn chai nước hoa này mình cảm thấy có một cái gì đó hơi buồn cười. Nhưng đây là cái chai nước hoa các anh em nên tham khảo, với cái mùi hương gần giống với cappuccino, một cái dạng kiểu cà phê sữa mix cùng với kem, rất là ngậy, rất là thơm. Như mình đã nói video trước, chai nước hoa này độ bám tỏa mùi nó không phải là quá mạnh, do đó mình nghĩ là nếu mà để dùng vào buổi tối đi hẹn hò thì rất là ok, mình xịt một cái phát mới được, rất là ok. Anh em nào muốn cái mùi hương hẹn hò và giá thành không phải là quá đắt thì Rochasman chính xác là cái mùi hương như thế. Thì vừa xong, mình vừa giới thiệu cho anh em một bộ nước hoa giá thành rẻ, xịt được mọi người khen là thơm và xứng đáng với đồng tiền chúng ta bỏ ra. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.